và cây là thấy vui, cho nên mình cũng thấy mình không được hợp lắm ở trường Princeton, dù trường cũng rất là gặp học sinh rất là gắn bó với nhau. Không đồng tình ý kiến là gì. Một thành phố nhỏ thì khi mà người dân ở đó sẽ rất là thoải mái và nồng hậu và rất là gần dễ gần gũi hơn một thành phố lớn. Khi các em ngoài trong trường thì khi các em ra ngoài thì các em sẽ cảm thấy đó là một gia đại gia đình của mình vậy đó. Đó là lý do tại sao chị chọn ở sống gần. Mình không hiểu là mọi người muốn nước nào, đương nhiên các bạn không thể nào băng tên vô lộn mảng ra bên biển, thằng nào cái tay các bạn ghi vô. Bạn thế lên nước nào các bạn ghét, bạn để vô, và các bạn thêm chữ K đi từ mình nào vô. Rồi các bạn đặt ông ấy trong cái bối cảnh là chuẩn bị thêm bao nhiêu, làm được việc gì, kết quả ra sao, để minh chứng những cái luận điểm của các bạn. Thì với cái kỹ thuật như vậy thì các bạn có thể bị được tất cả các bạn ví dụ trên trời gì đó. Một cái sở thích nhưng thật ra gọi là đam mê đi, gọi là tập điều dưỡng. Thì nó theo năm từ năm lớp nhỏ đến năm lớp 12. Thì là nghe nó nhảm nhảm, nhưng mà thật ra là cái đọc điều dưỡng nó cũng đôi khi kích thích trí tưởng tượng và có nhiều triết lý hơn sâu ẩn chứa trong từng điều dưỡng. Rất là khó biết được là các bạn sẽ được nhận vì lý do gì hoặc là không được nhận vì lý do gì. Cho nên chúng ta nên xem nó giống như là cái cuộc gặp giữa hai người xa lạ. Nếu mà có duyên với nhau thì thành bạn bè, thành người yêu, không thì thôi cũng sao. Các em phải dám đi những nơi mà các em nghĩ là mình sẽ không đi được. Các em phải dám thử những điều mà mình nghĩ là mình sẽ không làm được. Các em phải dám nói những điều mà mình suy nghĩ dù các em biết là có thể cái điều đó nó không đúng. Mà các em làm bất kỳ điều gì á, các em nên put cái passion của mình vào trong nó. Nếu mà tất cả những gì mình làm á, mà có cái tâm trong đó, em sẽ biết rất là hay. Em sẽ biết rất là thật. Em không cần phải dùng những từ hoan mỹ, em cũng sẽ biết rất là hay. Thì khi mà mình thấy người ta làm cái gì đó thì với tất cả cái tâm của người ta, mình sẽ cảm thấy là họ thật là đẹp. Mặc dù là có thể ngoại hình của họ không đẹp, nhưng mà tất cả những gì người ta làm, những cái gì lời người ta nói làm cho mình cảm thấy là cuộc sống rất là đẹp, bởi vì mình gặp những người như vậy.